thời thì chúng ta tranh thủ một chút thôi. Sau khi chuyển về đến đây thì chúng ta còn tắm rửa ăn uống nữa, mà cái thời gian đó chúng ta phải tranh thủ ra để chúng ta tập một vở kịch. Tối nay bên gala thì đơn mình sẽ tham gia một vở kịch. Thì bây giờ chúng ta sẽ bàn với nhau thống nhất một cái tiết mục kịch nào đó. Cái thứ nhất là chúng ta lên kế hoạch, cái thứ hai là có đồ trang trí thì bạn nào vừa cầm ấy ạ, bạn nào Vân đang cầm thì đồ trang trí bao gồm là giấy báo, giấy ấn tượng ấy, giấy bóng. Có là chúng ta sẽ cắt tua tua rồi cắt váy, cắt quần, cắt áo làm nào mà chúng ta tạo thành một bộ trang phục đó. Và những cái gì mà chúng ta có thể dùng được, ví dụ như là khăn quấn đầu ở trong phòng các bạn có thể dùng tận dụng được hết. Để làm sao mà chúng ta tạo ra một vở kịch, bởi vì chúng ta diễn ra từ 5 đến 7 phút. Nội dung là kể về một câu chuyện cổ tích, nhưng mà cái ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ mang ý nghĩa về thông điệp về phía sông Nga, ví dụ như là chúng ta nói về điện thoại chẳng hạn đấy, hoặc là về về một câu chuyện, lấy dựa lên một câu chuyện nào đó. Như lúc nãy là có một số các chú ấy, các anh là có ý kiến đưa ra về câu chuyện là của Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn, thì chúng ta cái ý kiến này cũng khá là hay. Thay vì chúng ta đi dẹp loạn nghe sơ quân thì chúng ta đi dẹp loạn ép sốt, rồi dẹp loạn thế giới di động, rồi chúng ta đi dẹp loạn gật theo ấy, dẹp loạn các loại logo, chúng ta dẹp như thế để chúng ta lấy lại cái sức mạnh của phía Đông Nga đấy. Lấy lại cái thương hiệu của phía Đông Nga và chúng ta phát triển lên nữa, thống lĩnh như kiểu như chúng ta thống lĩnh và loạn nghề ai xứ kiểu dạng như vậy, thì đó là một cái ý tưởng khá là hay. Thì sau đây thì Ánh này, tất cả các bạn leader, các bạn leader của siêu thị ấy, và một số bạn nữ nữa sẽ hỗ trợ là chúng ta sẽ viết ra kịch bản rõ ràng và chúng ta thống nhất là cái nội dung, sau đó chúng ta phân công cho các bạn để chúng ta diễn vở kịch này. Thì cái nội dung là chúng ta sẽ có đối thủ này, xong rồi chúng ta sẽ là có bạn nào có ý tưởng nó sẽ hay hơn một chút không, hoặc là sẽ chi tiết hơn đấy. Thế chú alo một ai vẫn không sao, anh cứ nói đi, mất điện rồi. Không, cái này thì làm đi nào, thì có ai có cái ý tưởng nào nó sẽ hay hơn không, anh hãy hát bài đi liên quan nào. Tại vì chúng ta không có nhiều thời gian nữa, bây giờ di chuyển về là chúng ta phải tập trung lại, chúng ta sẽ tập vở kịch, chúng ta phải tập thì chúng ta mới lên diễn được. Nhưng mà năm nay là ban tổ chức không đưa ra đề bài rồi cho các bạn ạ. Đấy, đề bài là gì thế anh? Đề bài là gì? Dựa trên một câu chuyện cổ tích, mình tự sáng tác ra theo cái nội dung của mình. Thời gian là 5-7 phút. Tự hóa ra. Anh nghĩ là đơn giản là nếu mà các bạn đến xem những cái câu chuyện nào mà nó liên quan đến đơn giản thôi. Sơn Tinh, Thủy Tinh. Em có thể nói thêm chi tiết hơn. Sơn Tinh, viện vệ sinh là phim Sơn Tinh sẽ là phim Thông An. Cầu là cầu hôn và Thông An là của hai người. Cái rõ hơn thì em chơi Thông An đấy. Nhưng mà là Thông An sẽ là Sơn Tinh. Bạn nào mà xem nhiều cái đấy rồi thì bạn ấy. Cái Thông An sẽ là Sơn Tinh, tức là Thông An sẽ được là thành thì đó. Nhưng mà vấn đề là cuộc thi là chúng ta dựa trên câu chuyện gì? Cái nội dung là như câu chuyện là dẹp loạn mé giữa quân đúng không? Thì nó chúng ta là bây giờ tự nhiên là nổi lên là có 2-3 người đi mua điện thoại đúng không? Chúng ta nổi lên là có bên này ông A, ông B, ông C, ông D, ông E gì đó là bán điện thoại đúng không? Thì ông Nguyễn Long Nga sẽ là ông đứng lên để ông lấy cái thương hiệu này, lấy cái giá tốt này, lấy cái này lấy cái kia để chúng ta dẹp, chúng ta có thể chiến thắng bán được cho khách hàng đó đúng không? Đó là một cái tưởng. Thì thay vì thế là chúng ta mang cái tưởng là chúng ta dẹp thì nói hơi quá đúng không, chúng ta gọi là chúng ta bán được cho cái khách hàng đó đúng không, và chúng ta làm sao mà bật được cái lên cái thương hiệu của Nguyễn Long Nga, nào là thương hiệu với ta giữa cái như là bốn cái ơi là vấn đề là mình nói là như thế, tại mình có tận 5 phút cơ, 5 phút cũng không phải là ngắn đâu. Thì bây giờ nhưng mà nếu như mà hay có ý tưởng khác thì có thể là chia sẻ ra. Cũng hợp lý. Cái chỗ như là một về về lịch sử rồi đúng không?
chuyện cổ tích như là tấm cám hoặc là câu chuyện cây khế. Tấm cám có người chọn rồi. Em sẽ em nghĩ